Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm cho đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án F2KC. Để tham gia dự án này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên Terramail của cho mình nhé. Ok, sau khi vào đây mọi bấm start cho mình. Rồi, sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình. Đúng không? Đây, nhiệm vụ đầu tiên ở đây mọi người sẽ join vào kênh đây cho mình này, kênh channel Telegram này, mọi người sẽ bấm vào đây join. Ở đây mọi bấm join cho mình. Ok. Rồi quay trở lại, bấm một check cho mình. Ok, tiếp theo join vào kênh group Telegram. Ở đây bấm join, đồng thời mọi người chat cho mình một từ nhé. Rồi quay trở lại, bấm một check. Rồi, tiếp tục follow Twitter. Sau đấy copy profile link, mở kênh Twitter lên. Ở đây bấm theo dõi cho mình này. Rồi sau đây bấm vào trở lại này. Mọi quay trở lại kênh Twitter cho mình. Bấm vào phần avatar. Bấm vào phần hồ sơ. Tiếp theo bấm vào ba gạch. Ở đây mà mọi có chữ chia sẻ mà bấm vào đây. Sau đây bấm vào sao chép đường liên kết. Đấy mọi người gửi profile link kênh Twitter mọi người vào đây. Ok. Tiếp theo là follow và retweet tag ba người bạn ở cái bài đăng này. Mọi người mở lên xem nào, để mình kiểm tra lại hết test không cần đúng không. Rồi mở bài đăng này lên, mọi người bấm thích này, thả tim này, sau đây retweet này, thích chấn tweet này, mọi người gắn thẻ ba người bạn cho mình. Rồi sau đây bấm tweet lại. Ok. Sau khi tweet lại thì bây giờ mọi người quay trở lại Telegram, mọi người sẽ bấm một chữ check cho mình. Ok. Địa chỉ ví vẫn như thường lệ, mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người. Sau khi vào đây mọi người copy địa chỉ ví ETH là 1 này. Đây là địa chỉ ví Binance Smart Chain này. Đấy. Hoặc là địa chỉ ví ETH này. Ok chưa? Sau đấy gửi địa chỉ ví vào đây. Ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành các cả nhiệm vụ. Ở đây thì mọi người sẽ có một cái link mọi người chia sẻ bạn bè người thân nhé. Ok, vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án FVKC. Cảm ơn mọi người xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.